mình nhận ra là trong kênh của mình có rất là nhiều bạn đang mất gốc tiếng Nhật, và mình xin phép dành một xí thời gian để làm một chuỗi series về tiếng Nhật dành cho người mất gốc. Mong các bạn ủng hộ. Let's go. Cái điều đầu tiên các bạn cần ôn lại đó là các thể trong tiếng Nhật. Thì chúng ta sẽ có là quá khứ, hiện tại và tương lai. Ở bài số 4 Minono Nihongo thì các bạn sẽ học kỹ cho mình đó là thể quá khứ và thể tương lai, hoặc là một cái thói quen hàng ngày. Thì chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu nhận biết đó là Ashita là ngày mai, Mainichi là mỗi ngày. Còn trong quá khứ thì sẽ là Kino, ngày hôm qua, Otoitoi, ngày hôm trước hôm qua, đó là ngày hôm kia, hoặc là Kino no ban là tối hôm qua, Kesa là buổi sáng ngày hôm nay. Còn cái mà mỗi ngày thì chúng ta sẽ có dấu hiệu đó là Mainichi, Mai asa, Mai ban là mỗi buổi sáng, mỗi buổi tối hoặc là mỗi ngày. Thì mình cũng sẽ gợi nhớ lại một số động từ cho các bạn ở bài số 4 trong Minano Nihongo nhé. Sẽ là Hatarakimasu là động từ làm việc, Benkyou shimasu là học tập, Okimasu là dậy, Nemasu là ngủ. Hatarakimasu, Benkyou shimasu, Okimasu, Nemasu. Nhớ chưa nào? Vậy bây giờ cùng Thuận học đặt câu. Ví dụ tôi đi làm mỗi ngày thì sẽ là sao nhỉ? Tôi, chúng ta có cấu trúc là watashi wa tới thời gian, xong rồi tới động từ. Thì watashi wa mainichi hatarakimasu, tôi thì làm việc mỗi ngày. Xong rồi watashi wa mainichi benkyou shimasu, tôi học mỗi ngày. Ngược lại những cái gì trong quá khứ thì nó sẽ từ đó là masu, nó sẽ thành là masita. À, thì ví dụ hôm qua tôi đã học, watashi wa kino benkyou shimashita, watashi wa otoitoi hatarakimashita là tôi đã học ngày hôm qua và tôi đã làm việc ngày hôm qua. Chúng ta đặt câu với đó là không gì đó phủ định trong tương lai và phủ định trong quá khứ. Thì chúng ta có yasumimasu là nghỉ ngơi, nghỉ làm. Thì chúng ta nói là ngày mai tôi không có nghỉ, thì sẽ là watashi wa ashita yasumimasen, ngày mai tôi không có nghỉ. Rồi, vậy phủ định trong quá khứ thì các bạn masen các bạn cộng cho deshita vô, yasumimasen deshita, thì nó sẽ có dấu hiệu nhận biết là ví dụ như kino hoặc là otoitoi. Ví dụ như ngày hôm qua tôi không có nghỉ thì đó là watashi wa kino yasumimasen deshita. Rồi áp dụng cái đó đi tới câu hỏi yes no nè, có hay không. Thì ví dụ người ta hỏi ngày hôm nay bạn có đi làm không, bạn có làm không, thì sẽ là kyo hatarakimasu ka. Có thì sẽ là hai hatarakimasu, không sẽ là iie hatarakimasen. Masu masen. Rồi bây giờ trong quá khứ thì sẽ như thế nào? Mình lấy ví dụ là kino nhé, hỏi hôm qua có làm không, có đi làm không, thì sẽ là kino hatarakimashita ka. Và trả lời có thì hai hatarakimashita, vậy không thì sẽ là iie hatarakimasen deshita. Và mình chú ý ở đây một điều đó là mình thấy các bạn thích thì hay, không thích thì không hay. Thì khi nào có hay có iie thì trong câu chúng ta không có những cái từ để hỏi, ví dụ như là nanji, dare, doko, đó là những cái từ để hỏi. Thì một cái câu mà nó không có từ để hỏi mà nó có ka ở cuối câu đó, thì các bạn khi mà trả lời các bạn phải trả lời là hay và iie nhé, cho nó mới trọn vẹn câu. Ví dụ người ta hỏi là kino nanji ni nemashita ka, hôm qua bạn ngủ lúc mấy giờ, thì cái câu này nó có cái từ để hỏi là nanji. Thì khi mà các bạn trả lời thì không phải có hay iie, các bạn sẽ trả lời trực tiếp cái câu hỏi đó luôn. Ví dụ như là juichiji ni nemashita, tôi đã ngủ vào lúc 11 giờ. Không phải lúc nào cũng sẽ là hay hoặc là iie nha các bạn. Rồi tóm tắt nhẹ lại, ngày hôm nay bài 4 các bạn đã được học những gì? Đó là các bạn sẽ được học đó là từ về chỉ thời gian. Ví dụ chúng ta có cụm kyo mainichi. Còn trong quá khứ thì sẽ là kino otoitoi kesa kino no ban. Tiếp chúng ta sẽ có đó là thể tương lai và
trong quá khứ. Tương lai thì chúng ta sẽ có đó là masu, quá khứ sẽ là mashita. Phủ định thì nó sẽ là masen, quá khứ thì sẽ là masen deshita. Vậy các bạn thử áp dụng cái quy luật đó và các bạn đặt cho mình một câu nhé. Ngày hôm qua tôi đã không ngủ thì sẽ như thế nào? Mình chờ bình luận của các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye!